Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Lương Hôm. Quý vị và các bạn thân mến, phong cách thiết kế nhà hiện đại luôn là xu hướng thịnh vượng, được nhiều gia chủ lựa chọn, đặc biệt là các mẫu nhà máy Nhật hiện đại cực kỳ phù hợp đối với những gia chủ yêu thích cái đẹp độc đáo. Tưởng chừng như thiết kế khá đơn giản, nhưng các mẫu nhà máy Nhật chưa bao giờ hạ nhiệt. Để hiểu rõ hơn lý do tại sao, mời các bạn tham khảo ngay mẫu nhà máy Nhật hiện đại do Thảo Lương Hôm thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Quyền ở Đắk Nông nhé. Trước khi đi vào chi tiết chủ đề chia sẻ mẫu nhà máy đẹp ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu, tôi đến từ công ty Thảo Lương Hôm. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thảo Lương tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công nhà ở trọn gói trên phạm vi toàn quốc, với mục đích mang đến những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công ty xây dựng Thảo Lương đã áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning được chuyển giao từ công ty Star Global để số hóa toàn bộ ngôi nhà trong việc khảo sát, thiết kế, thi công cho đến hoàn thiện. Đây là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ này vào xây dựng nhà ở và đã tạo được nhiều giá trị lớn cho khách hàng. Những lợi ích mà công nghệ 3D laser scanning mang lại cho công ty là nâng cao được năng suất lao động, giảm được chi phí khảo sát, thiết kế công trình. Nhờ có được số liệu đầy đủ, hình ảnh rõ nét và trung thực xung quanh khu vực công trình, giúp cho các kiến trúc sư thiết kế ra những công trình đẹp hơn, đúng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning, công ty Thảo Lương còn có đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ hàng trăm công nhân được đào tạo bài bản, luôn làm hài lòng khách hàng với tất cả các dự án, công trình do công ty đảm nhiệm. Ngoài ra, nhằm giúp cho khách hàng dễ dàng chọn lựa được mẫu nhà hoặc phong cách thiết kế mà khách hàng mong muốn, Thảo Lương đã thường xuyên cập nhật và mang tới khách hàng những mẫu nhà đẹp, tiêu biểu phù hợp với thị hiếu hiện nay. Qua tư vấn của các kỹ sư kiến trúc của công ty Thảo Lương thì bản thân tôi xét thấy thế là họ phù hợp, cho nên tôi chọn lựa công ty Thảo Lương xây dựng ngôi nhà cho tôi. Sau khi mà hoàn tất thì tôi thấy thế là công ty làm rất tốt, kể cả các công nhân làm cũng rất tốt, rất đạt yêu cầu. Mà giao với tiến độ làm đó, thì giao đúng ngày, cho nên mà gia đình cũng rất mừng. Hiện tại, văn phòng đại diện công ty Thảo Lương đã có mặt tại các tỉnh Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Và trong thời gian tới, Thảo Lương sẽ luôn phấn đấu và tạo ra những giá trị mới, góp phần hoàn thiện và phát triển ngành xây dựng tại Việt Nam. Thảo Lương Hôm tự hào là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế thi công trọn gói nhà với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Hiện tại Thảo Lương Hôm đang có nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng khi thiết kế xây dựng nhà. Giảm ngay 10% khi ký hợp đồng online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, chiết khấu 3-8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra còn rất nhiều ưu đãi được cập nhật liên tục trên fanpage, website, YouTube của Thảo Lương Hôm. Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline Thảo Lương Hôm để được hỗ trợ, tư vấn và nhận nghe ưu đãi lớn nhé. Trở lại với mẫu nhà máy Nhật hiện đại ngày hôm nay, các kiến trúc nhà máy Nhật đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường nhà đẹp. Với lối thiết kế hiện đại, các mẫu nhà máy Nhật càng phô bày vẻ đẹp truyền thống nhưng không kém phần sang trọng mới mẻ. Đội ngũ Thảo Lương Hôm đã nhanh chóng có mặt khảo sát, tư vấn và thiết kế phù hợp nhu cầu của gia đình anh Quyền ở Đắk Nông. Sau khi lắng nghe và hiểu được những mong muốn của gia chủ, đội ngũ kiến trúc sư Thảo Lương Hôm đã nhanh chóng triển khai và đưa ra phương án thiết kế hợp lý nhất. Không phải đơn giản mà mỗi nhà máy Nhật có thể chinh phục được nhiều gia chủ khó tính nhất. Nhìn tổng quan công trình, ngôi nhà nổi bật với sự bề thế sang trọng, với tông màu trắng của tường, xám của ngói, màu nâu của gỗ nhẹ nhàng ấm cúng của hệ cửa. Chính bởi sự kết hợp hài hòa mới lạ này đã tạo nên điểm nhấn độc đáo. Hệ cửa kính khung gỗ được chúng tôi thiết kế tỉ mỉ để mang đến không gian sang trọng hiện đại cho ngôi nhà, đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng, không khí tự nhiên cho gia đình, thuận tiện sinh hoạt. Cột nhà được thiết kế vuông vức, chắc chắn bề thế, giúp chống đỡ công trình theo quan niệm phong thủy. Hệ cột vuông còn mang ý nghĩa gia đình sum túc, bình an. Đây là thành phần không thể thiếu ở kiến trúc nhà ở. Trên thân cột có các chi tiết chỉ lõm đẹp mắt, chân tường, ốp gạch độc đáo.
Ở xung quanh nhà có bố trí hệ đèn ngoài trời, vừa giúp trang trí, vừa mang lại tiện nghi cho gia đình sinh hoạt. Bậc ngủ cấp đen cổ trắng, thiết kế tỉ mỉ giúp công trình càng thêm cao ráo, hoành tráng hơn, đảm bảo ngôi nhà hạn chế được nhiều tác động của môi trường. Không gian xung quanh nhà được thiết kế khu vực trồng cây xanh và hoa đầy thẩm mỹ, điều hòa không khí cho công trình nhà ở. Một ngôi nhà đẹp không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp mắt mà chúng tôi cũng còn quan tâm đến nội thất. Cùng Thảo Lương Hôm tiếp tục khám phá công năng nội thất của mẫu nhà mái Nhật này nhé. Ngôi nhà được xây dựng trên khuôn đất 15,5m x 10m với đầy đủ công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Khu vực đầu tiên bắt gặp khi bước vào nhà là phòng khách. Không gian này rộng khoảng 16m2. Không gian nội thất của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại đồng nhất với tổng quan bên ngoài. Với tông màu xám và trắng đã hình thành nên không gian sang trọng đẳng cấp ở phòng khách. Tại đây chúng tôi có bố trí tivi và bộ bàn ghế sofa kết hợp với gỗ tự nhiên, đồng thời để giúp không gian thêm phần tinh tế thẩm mỹ hơn. Dĩ nhiên không thể thiếu đồ trang trí tranh, kệ tủ, cây xanh. Trần sử dụng trần thạch cao khung chìm kết hợp với hệ thống đèn chùm và đèn led âm trần, mang đến cảm giác hiện đại. Sàn phòng khách thiết kế gạch granite sáng màu 600x600. Đây cũng là vật liệu được sử dụng ở các không gian chính khác trong nhà. Phòng thờ với diện tích khoảng 14m2 được thiết kế ngăn cách với các không gian trong nhà bằng hệ lam gỗ sang trọng. Bàn thờ bố trí dựa sát tường đảm bảo sự vững chắc, mang đến thành công, may mắn, tích tụ vận khí cho gia đình. Phòng bếp ăn rộng 27m2 có bài trí hệ bếp chữ Y, tủ lạnh, bộ bàn ăn 6 người. Với lối thiết kế hiện đại tiện nghi, chúng tôi có bố trí hệ cửa sổ thoáng mát, tránh bí bách khi nấu nướng hay sinh hoạt. Đồng thời ở các mặt bếp và tường cũng được ốp đá giúp tăng thêm tính hiện đại và gia chủ dễ dàng lau chùi khi mỗi lần nấu nướng. Tại đây chúng tôi còn có thiết kế thêm một lối đi phụ, người trong nhà có thể thuận tiện sử dụng mà không cần phải đi qua phòng khách khi có nhiều người. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia chủ, đội ngũ Thảo Lương Home có thiết kế 3 phòng ngủ với một phòng rộng 12m2 và 2 phòng còn lại có cùng diện tích là 16m2. Mỗi phòng ngủ đều có bố trí đủ vật dụng nội thất như giường ngủ, tủ đồ, tủ đầu giường, vật dụng trang trí. Trong phòng ngủ còn được bố trí hệ cửa sổ thoáng mát, giúp điều hòa không khí, cung cấp ánh sáng cho sức khỏe gia đình. Dĩ nhiên không thể không nhắc đến phòng vệ sinh trong nhà. Đây là không gian khá đặc biệt, quan trọng, không thể thiếu trong bất kỳ công trình nào. Nhằm tối ưu diện tích và tăng sự tiện nghi, Thảo Lương Home đã thiết kế 2 phòng vệ sinh chung với diện tích rộng rãi và thoáng mát. Quý vị và các bạn đã theo dõi review công trình mái Nhật hiện đại của gia đình anh Quyền ở Đắk Nông do Thảo Lương Home thiết kế thi công trọn gói. Nếu các bạn yêu thích mẫu nhà này hay các thiết kế trong bộ sưu tập nhà đẹp của Thảo Lương Home, hãy liên hệ ngay qua hotline 0834 54 74 74 hoặc 0919 54 74 74 để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Lương Home liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube của Thảo Lương Home để theo dõi, cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.